Chào anh Minh Khoa, kết bạn với anh Minh Khoa là ngày 22 tháng 10. Đến hôm nay là ngày 9 tháng 11, cũng gần 3 tuần rồi thì em có phương án thiết kế gửi anh. Anh có mảnh đất đô thị ngang là 5 m, dài 20 m và muốn xây dựng nhà ống lệch tầng, 4 tầng có thang máy kết hợp với làm văn phòng. Và anh có ưng một mẫu thiết kế trên YouTube và muốn em tham khảo mẫu này. Mặt trước phía ngoài sảnh là anh sẽ định làm là văn phòng và ở giữa là cầu thang bộ. Có thang máy. Phía sau cùng là không gian bếp. Như ở thiết kế của bên Hoàng Gia đưa ra thì em không bàn về đẹp xấu, thế tuy nhiên em muốn điều chỉnh không gian bếp. Như họ thiết kế thì mình có thể thấy tỷ lệ ở đây là nhà rộng 5 m thì với chiều cao khoảng gian bếp sẽ phải lên đến tầm 5 mét rưỡi đến 6 m. Như vậy thì lại hơi lãng phí về khoảng không gian. Còn cách xử lý không gian cầu thang bộ và thang máy thì em thấy họ xử lý rất là hay. Có một khoảng giếng trời ở khu vực cạnh cầu thang máy đây. Đây là hiện trạng khu đất nhà anh. Mặt đường rất Từ đâu rộng, cái đầu mặt bên đường kia này có kéo lẽ ra phải đâu này, 7,5 mét. đây nó Vỉa đâu hè này, 3 mét rưỡi. Như anh có trao đổi với em thế thì nhưng mà đất của bên mình kia là có đất nước này san gạt mặt bằng. kéo sang bên này Như vậy thì thì lại đất là đất liền thổ rồi thì mình có thì thể đâu của làm mình móng, phương án là móng băng để giảm đấy, chi nó phí dài tới cái chỗ cái nụ xây dựng. cây cây cao cao nhất đây này đấy, nó dài tới chỗ đó. Đây Bây ranh giờ mình giới đi đất vào trong nhà này anh thì đến nó chỗ là cũng cây cũng cao vào cao được này. đấy, nó đến cái chỗ này từ đấy. Công trình mình sẽ là công trình xây dựng đầu tiên Rồi thì đây nó sẽ có thêm một cái lợi thế nữa, đấy là mình có thể chát áo được hai là bên mặt vỉa tường hè, của công trình. Như vậy sẽ giúp cho công trình vỉa là hè, tránh thấm. còn dưới kia là đường. Còn trao đổi với anh về phương án thiết kế mặt bằng. Cũng phải qua rất nhiều phương án thiết kế thì đây là phương án thiết kế cuối cùng mà em và anh đã thống nhất được với nhau. Anh có lăn tăn về diện tích khu vực văn phòng là anh muốn diện tích văn phòng phải có diện tích từ 30 mét vuông trở lên. Thế tuy nhiên thì em cũng giải thích với anh một chút, đấy là trục cầu thang bộ và thang máy từ tầng trệt lên đến tầng mái mình sẽ thẳng nhau. Và nếu anh muốn diện tích văn phòng rộng thì có nghĩa anh sẽ phải đẩy cầu thang bộ và thang máy dịch về phía sau. Thì như vậy những phòng ngủ ở phía sau cũng như là diện tích các phòng ở phía sau sẽ bị giảm đi. Còn diện tích của phòng ngủ số 02 cũng như là phòng karaoke số 05 đây sẽ lại tăng lên. Mình sẽ phải bài toán đưa ra ở đây là mình sẽ phải cân đối lại diện tích để sao cho các phòng ngủ đều có diện tích là đủ dùng. Với phòng ngủ vợ chồng thì mình có thể làm rộng một chút và có vệ sinh khép kín bởi vì dù sao thì đấy cũng là phòng ngủ của hai người. Sau khi thống nhất được phương án mặt bằng sơ bộ 2D thì sau đây sẽ là phương án 3D. Mời anh chị và gia đình cùng nghiên cứu. Đối với phương án thiết kế 3D thì em thiết kế theo phong cách hiện đại và mình vẫn phải căn cứ theo phương án mặt bằng sơ bộ 2D đã thống nhất. Và để tạo điểm nhấn cho công trình thì em ốp gạch inox ở lầu 1 và lầu 2 và trên sân thượng thì em có làm vòm cong. Đi vào thiết kế từng tầng thì phía trước là không gian văn phòng và ngăn giữa không gian văn phòng và không gian sinh hoạt của gia đình là vách kính lùa. Đây là hướng nhìn đứng từ vị trí văn phòng nhìn vào không gian phía sau nhà và việc mình thiết kế lệch tầng không gian bếp với khu vực văn phòng thì sẽ giúp cho cái hướng nhìn giảm được cái hướng nhìn trực tiếp vào khu vực bếp.
Qua không gian cầu thang bộ và thang máy là không gian bếp, và phía sau là có một phòng ngủ nhỏ, diện tích là 12 mét vuông. Cuối cùng là khu vực sân rửa, vệ sinh chung. Vệ sinh thì em thiết kế nhỏ thôi, có xí và lavabo. Lên mặt bằng lầu 1 sẽ có hai phòng ngủ có vệ sinh khép kín và ở giữa là phòng khách. Đối với phòng ngủ chính, phòng ngủ master thì sẽ có vệ sinh khép kín, và em bên ngoài, bên cạnh khu vực vệ sinh thì sẽ để không gian tủ âm tường. Phòng ngủ master thì sẽ có thêm một ban công tương đối rộng. Vị trí phòng khách thì em có lưới rộng diện tích phòng khách ở khu vực giếng trời đây. Như vậy phòng khách sẽ có diện tích là 25 mét vuông. Còn như ý tưởng của anh đưa ra là anh muốn đưa phòng khách ra phía trước ở vị trí phòng ngủ master, thì như vậy ở phía sau sẽ có hai phòng ngủ, thì phòng ngủ kẹp giữa sẽ thiết kế sẽ phải để lại một lối đi, một lối hành lang như này. Phòng ngủ kẹp giữa sẽ rất bí, và việc mà mình đi từ cầu thang lên gặp tường và gặp hành lang thì cũng sẽ làm không gian không được thông thoáng nữa. Đối với phòng ngủ sau nhà thì em có thiết kế thêm một ban công nho nhỏ ở phía sau, có một khoảng giếng trời. Giếng trời này sẽ giúp lấy sáng cho khu vực vệ sinh. Còn lên mặt bằng lầu 2 sẽ có một phòng ngủ và có một phòng karaoke. Phía sau là một phòng ngủ có diện tích như phòng ngủ ở tầng dưới, tuy nhiên thì mình có thay đổi lại thiết kế ở tầng lầu 2, đấy là mình sẽ có vệ sinh chung. Ở vị trí mà em có đặt máy chạy bộ đây thì anh có thể đặt một sự ghế sofa, hoặc có thể là kê giá sách cũng như là kê đàn piano, thì đấy cũng sẽ trở thành một cái không gian thư viện rất đẹp. Lên mặt bằng tầng thượng sẽ là không gian phòng thờ, và phía sau sẽ có một vệ sinh chung. Phía ngoài này sẽ là không gian phơi, cũng như bên cạnh đấy thì mình sẽ có một kho nho nhỏ. Em sẽ trình bày qua một chút về mặt cắt của công trình để anh cũng như là gia đình nắm rõ hơn về công trình. Khu vực sàn văn phòng và sàn bếp thì em đang làm tranh là 5 bậc, với khoảng tranh cốt cao độ là 850, tức là 85 phân. Còn các tầng trên với chiều cao tầng sẽ là 3,6 m. Riêng đối với tầng trên cùng, khu vực phía sau đây là sân rửa và khu vực kho nho nhỏ, thì em sẽ thiết kế là mái phẳng. Còn tum thang máy thì đang có chiều cao là 1,2 m, và mình sẽ lợp mái kính để lấy sáng cho khu vực giếng trời. Trên đây là thiết kế nhà anh Minh Khoa, rất mong anh và gia đình sẽ đồng ý phương án thiết kế mà em đưa ra. Cũng cảm ơn anh đã tin tưởng và nhờ em tư vấn thiết kế.